Như xin chào cả nhà. Chào cả nhà đã trở lại với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Cả nhà ơi, hiện tại thì Như đang ở quán bún đậu cô Nguyên. Quán của cô thì có là nem nướng, bò lá lốt và cánh gà nướng. Thì bây giờ cô mới có dọn bàn ra thôi. Thì Như ghé rồi. Giờ mình vào trong xem coi hôm nay cô có những món gì nha. Con chào cô. Mấy nay cô bán đậu không cô? Bán cũng được con. Cho con mượn đeo cái mic cái nha. Để làm cái gì vậy? Cho nói chuyện cho rõ. Cho nó đừng bị tiếng ồn. Cô ơi, ở đây mình bán cái bún đậu với cái gì vậy cô? Cô bán bún đậu nem nướng bò. Bún đậu nem nướng với lại bò lá lốt hả cô? Như ăn của cô là rất là lâu rồi nha. Cô bán này khoảng bao nhiêu năm cô hả? Cô bán cô bán cũng được 7-8 năm rồi đấy. 7-8 năm. Bán bún đậu bò lá lốt mà xây luôn cái nhà. Xây riêng cái nhà trà bá. Mày đi mày quảng cáo bán bún đậu cái nhà trà bá này chắc là cả tỉnh nó ra hết rồi. Ở đây thì con ăn ở đây luôn nha cô. Ăn ở đây luôn hả? Cô làm cho con hai phần đi. Một phần bún đậu và một phần nem nướng. Như ăn ở đây á, cái điều đặc biệt á, là Như thích của cô đó chính là món chả mà chiên với lại cốm á cô. Đúng rồi đó, chả nó cốm chiên ngon. Con dạ. Khách ai nói vậy đó con. Dạ dạ, con thích vậy, nó giòn. Bây giờ là cô để sẵn nhưng mà ăn tới đâu là cô sẽ quay tới đó, nướng tới đó hả cô? Cô để sẵn vậy đó, ăn đến đầu nướng nó nóng nó ngon con à. Ăn tới đâu là nướng tới đó. Đây để như nướng phụ cô nè. Cô có cái lò than sẵn như nè. Ai ăn tới đâu là cô nướng tới đó hả? Như vậy thì nó sẽ nóng nha. Nóng mà nó ngon. Ở trong làm như là chiếc đũa tre hay sao á. Cô cắt mà đặc biệt là nó giòn gụp gụp luôn nha. Có thể là nghe được cái tiếng gụp gụp luôn. Sao nó không bỏ rổ thịt đây mà quay? Minh ơi, đưa mẹ rổ thịt đây con. Cô còn chưa dọn xuống hết nữa là Như đã đúng rồi, con chưa dọn xuống hết. Cô chưa dọn xuống hết. Sẵn con đi giao đồ á, cái con ghé cô luôn. Lâu lắm rồi vợ chồng mà hôm nay mới lên này ha. Dạ. Một ngày thường thường như cô bán tầm bao nhiêu phần cô? Nó tùy từng hôm con. Dạ. Nhiều nhất của cô là một hôm bao nhiêu? Nhiều nhất là nhiều nó cũng tùy. Có ngày này ngày kia. Có ngày cũng hết cả chục ký, có ngày thì hơn, có ngày thì không có. Mình buôn bán hôm nay nó tùy từng ngày thôi nè. Bán bún đậu nem nướng 7 năm mà xây nguyên cái biệt thự Trà Bá. Mày quảng cáo quá. Con quảng cáo mà mốt ra ra nè. Tao toàn bán bún đậu với nem nướng không. Nói ngay ở đây chứ sao giờ đông lắm. Đông nhưng mà là khách người ta nói ăn không có hợp. Dạ. Nó ra đông lắm đó con. Con thấy ra nhiều quán lắm luôn á cô. Đông lắm. Nói hai cái nem vô đây con. Hai cái nem đây. Cho con mượn cái này đi con lấy. Như ăn ở đây quen rồi, giờ là Như tự làm luôn nha. Đây, bây giờ là cô chuẩn bị chiên chả. Là cô chuẩn bị chiên chả. Cái này là cô tự làm hết này. Cái này cô làm bằng cái nguyên liệu gì vậy cô? Cái này hả? Thì cô cũng cho ba cái gia vị á, tiêu tỏi bột ngọt vào. Thịt. Cái này cô làm nhà em hết, cho nên khách nó ăn dữ lắm. Thịt với lại mỡ. Mỡ đúng rồi. Thịt mỡ xay ra hả cô? Xay ra rồi mình làm lên hết. Rồi tiêu tỏi bột ngọt rồi đấy ha. Đúng rồi, cho hoàn toàn là đồ nhà mình làm hết. Cái chả đó là cô làm bằng chả gì ạ? Cái này cô làm chả cá măng. Cá măng không luôn hả cô? Cá măng không nên nó ngon, cho nên khách hàng ta là nói ngon lắm. Dạ. Bởi vì không biết là sao nhà mình làm á, cho nên mình phải làm chất lượng. Dạ. Cho nên khách người ta ăn người ta biết liền à. Dạ. Người ta nói đi mua chỗ khác về ăn nó không giống của cô. Dạ. Cái chả này cô quết xong rồi cái cô mới bỏ chả cốm vô hả cô? Cô quết xong cô mới bỏ cốm vô. Cái này là hồi đó có ai truyền nghề gì cho cô không? Hay tự cô học? Cái này tự cô. Tự cô học hả? Tự cô học. Tính ra cô giỏi dữ chứ. Cô từ ở ngoài Bắc vô hả con? Vô đây bao nhiêu năm rồi? Cô vô đây 30 mấy năm rồi. Wow, dữ ha. 30 mấy năm. Cấp trước là cô bán quán nhậu. trước bán quán nhậu. Bán quán nhậu cô chuyên về ăn là 30 mấy năm rồi đó. Dạ. Rồi cơ duyên nào mà cô bán bún đậu này? Thế, bắt đầu là lộ nó giải tỏ nè, cô bán quán nhậu xong bắt đầu cô bán phở. Dạ. Cô bán phở bắt đầu nhà nước mới lấy đất của mình ra làm đường mòn Hồ Chí Minh. Dạ. Nên là nó lấy của cô hết 20 mấy 30 mét, hết cả cái nhà đằng trước luôn. Thế là hết chỗ buôn bán, bắt đầu là cô mới bán cái này. Dạ. Thế là cô bán cái này. Tính ra cô bán cái này là đắt khách lắm đúng không cô ha? Cô bán cái này cũng được, cũng đông, cũng ấy, bắt đầu là từ từ người ta thấy vậy người ta ra ta bán. Dạ, về sau này mở nhiều quán hả cô ha? Mở quán mới bây giờ nó lạc thác. Dạ. Lạc thác quá. Mới thứ hai mình bán cái này bình dân. Dạ. Bán bình dân thì một từ lúc dịch tới giờ là chắc con nghĩ là bán nó cũng mấy hơn hả cô ha? Cũng ngơi khách hơn ha. Nó ít khách lại, chậm. Dạ, chậm khách lại. Bây giờ mà chả có phải riêng mình đâu con, toàn thế giới mà. Dạ đúng rồi. Cả thế giới luôn. Thấy chả nó chiên nó phì lên rồi kìa. Cái này là cây này mình chở hả cô? Đó, bắt đầu con ủ này nè, con ủ này lá chuối vô cho chả nó ngon nó giòn. Cái bí quyết là ủ lá chuối hả cô? Để lâu chuối. Nó giòn hả? Để nó giòn. Nó giòn ủ chả. Cái lá chuối này nè, hàng kia nãy như thấy cô đậy lại. Cô đậy lại, đúng rồi đó, ủ lá chuối đó, để cho nó giòn chả. Hôm nay cô chỉ cho mình một cái bí quyết. Con nói thiệt luôn, trước con ăn của cô ngon, con cũng nhà con thì có cá măng sẵn, con mua cốm thì về con làm nhưng mà làm không được như cô. Đúng rồi. Làm không bằng cô. Nhiều khách hàng cũng nói vậy. Dạ. Mấy cái phần này anh. Cái thau chả này của cô là thấy kiểu như có mỡ hay sao nhìn nó trắng trắng mà không biết phải không. Ở đây cô bán mang về chắc nhiều hả cô ha? Giờ từ ngày dịch tới giờ tôi mua tôi đem về nhiều. Dạ. Lúc đông vậy là cô với chú bán thôi chứ có ai phụ không? Không, có cô chú bán. Cô tự làm hết luôn? Cô tự làm hết luôn. Nếu mà con bán ăn cái này mà con mà mướn người là nó không có ăn. Dạ. Cho nên con bán này con phải lấy công làm lời. Dạ. Bởi vì bán ăn mà mướn nhà, mướn người là cô nói không có. Là bể nợ đấy, những quán xung quanh mà mướn nhà đấy. Dạ. Mặt bằng nó cao quá, Nam Căn mình mặt bằng cao quá. Đúng rồi, thứ nhất là tiền mặt bằng nè, tiền nhân viên nè, rồi điện nước đồ đủ thứ hết trơn. Mình mướn thì mỗi cái một chút nữa thì không có lời. Bắt buộc cái giá tiền mình phải tăng lên, mà tăng lên thì cô biết là bây giờ là ăn khó khăn. Dạ. Không có khách hàng. Dạ, không có khách hàng. Cho nên bắt buộc là phải, con muốn bán ăn là con phải nhà mình. Dạ. Thứ nhất nhà mình, thứ hai là tự mình phải lấy công làm lời. Dạ. Mà mình làm ơn thì mình biết được. Bắt đầu mình làm ơn thì mình mới làm được, mua được những cái đồ ngon mình về mình bán. Đúng rồi. Còn nếu mà con mà mướn nhà hay là con mua đồ ngon rồi con bán với mẹ mướn nhân viên là không có ăn. Dạ, dạ. Cho nên là những người ra mướn nhà là hoàn toàn là làm không được. Dạ. Khó. Cả nhà ơi, quán của cô á, là quán cô Nguyên thì sẽ cặp với lại bên FPT Shop và quán bún của cô á, là gần với lại Điện Máy Xanh và FPT. Cả nhà có lên thì ghé ngay quán bún đậu cô Nguyên để ăn nha. Quán của cô thì làm rất là chất lượng luôn, Như ăn đã rất là lâu rồi đó, từ lúc mà mới mở tới nay á. Như ăn, Như bằng là ăn mỗi lần đi tới Nam Căn là phải ghé quán của cô để ăn nha. Nhìn cái dĩa tàu hũ của cô là biết chất lượng rồi nè. Đó. Lúc mà Như mới lại thì cô chưa có dọn ra đầy đủ hết. Chấm quán bún đậu của cô là 5 sao, đạt tiêu chuẩn là 99%. Dạ. Cô đâu biết đâu, cô mở lên cô thấy. Thế con cô nói chú mày, cô nói trời ơi, không biết ai mà để đưa cái quán bún đậu mình lên mà để thả mình 5 sao mới này. Ăn tiêu chuẩn đạt là 99% ta đánh ấy đấy. Dạ. Thế hỏi chú mà đưa ông chú đấy không? Bởi vì ông chú đâu có xài, biết xài cái này đâu. Chú với cô là không có gành về công nghệ. Đúng rồi đó. Vàng như gì được cho cô ha? Được rồi đó con. Rồi mình gấp ra nè. Ấn xuống. Ấn xuống mới gấp ra cô. Ấn xuống là chả nó giòn. Vậy hả? Rồi. Mình gấp một lần 3 miếng luôn được không cô? Được. Bên này lấy bún cho mẹ. rồi bỏ qua đây. Đó, nhìn nó giòn gục gục luôn nè. Cô xay khó cái ghép như nó ngon nó quẹo này, chứ cô không pha chế một cái bột ghép này hết trơn á. Dạ dạ. Cho nên khách hàng ăn rất là vừa miệng của khách hàng. Dạ. À, cái nước chấm của cô ấy, nó ngọt ngọt, mặn mặn, chua chua mà nó vừa luôn. Mình chấm vô là ăn ngay luôn đó, không có cần phải thêm cái gì nữa hết. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, mình ăn thôi, mình ăn thôi. Thôi giờ Như mời cả nhà ăn chung với lại Như nha. Ăn trước tiên thì mình sẽ ăn nem đi. Đây, ăn thử một miếng nem không thôi, chấm với lại mắm nêm. Thịt tươi, ngọt, ngon. Cả nhà có đi chợ thì nên ghé quán của cô Nguyên để thử nha. Cô với chú bán ở đây rất là lâu rồi đó. Trước Như đi lên đây là hay ăn lắm. Ở đây là khoảng tầm thêm nửa tiếng đến một tiếng nữa quán cô rất là đông khách luôn. Quán cô đông lắm. Bây giờ là mới có mở ra thôi là Như vô, có thể nói là Như là người mở hàng đầu tiên luôn đó. Thôi, dạ mời cả nhà nha. Ngon. Ở bên đây thì có chả nè, chả cá măng. Giòn, ngon. Mình làm thử một cuốn tàu hũ dưa leo. Cái chả nó siêu giòn luôn á. Bây giờ là cô đang làm liền tay cho khách luôn á, khách mang về á. Thêm miếng salad nữa. Là trời, ở bên FPT nói chuyện liền miệng luôn. Đây. Cô làm cái kiểu này nè là theo cái kiểu như mà hồi xưa tới giờ cô bán luôn, chứ không có cô không có chạy theo số đông. Cô bán theo cái dạng mà độc quyền đó cả nhà. Trước á là ở đây nè là Như ăn lúc mà cái nhà của cô á còn rất là thấp luôn, mà bây giờ cô xây cái nhà lên ba lớn rồi nè. Cái nhà ở trong nhà rộng dữ lắm luôn. Ngoài cô bán bún đậu này cô còn kinh doanh cái gì nữa không cô? Dạ. Dạ. Cô được mấy người con ạ? Hai người con trai không mấy gì cô? ngon. Nãy giờ thấy người ta ghé mua mang về nhiều hơn là ở đây ăn. Cô ơi, có khách cô ơi. Ở đây cô làm là mắm niêm chứ không phải là mắm tôm. Cái nước mắm niêm này nè, cô pha lỏng lỏng ra, nó vừa ăn luôn, mình không cần phải nêm nếm gì lại nữa chứ. Tàu hũ ở đây thơm. Dính lại luôn, không phải tại nó dày hay gì á. Ngon. Nhưng mà bữa nay thiếu khóm. Hôm bữa là có khóm nữa, hôm nay không có khóm. Khách mua mang về. Đây nãy giờ là thấy người ta mua mang về nhiều lắm luôn. Như ăn cũng nồi nên Như xin phép ngưng video nha cả nhà. Cả nhà ơi, mà nghe mà có không được gõ thì cũng thông cảm giúp Như nha. Tại vì kế bên FPT á, nói chuyện không có ngừng miệng luôn, nói không ngừng nghỉ luôn. Bây giờ video cũng dài nên Như xin phép ngưng. Như cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi Như trong những thời gian vừa qua. Thì cả nhà mà khi mà xem hết cái video này á, nhớ ấn cho Như xin một nút like, share và đăng ký kênh ủng hộ Như nha. Để cho Như có tinh thần và động lực để làm được những video hay hơn. Thì cả nhà mình mà có đến ăn á, thì nhớ là ghé quán bún đậu Cô Yên. Thì cô có bán là nem nướng và bún đậu với lại bò lá lốt nữa. Nhưng mà hôm nay thì không có bò lá lốt. Quán của cô á, thì sẽ nằm ở chính giữa, giữa Điện Máy Xanh và FPT. Đó, thì cả nhà đến đây thì dễ kiếm lắm. Bây giờ thì Như chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Bye bye.